năm thì không có nói thôi bây giờ mày qua được cái bài này, bài dừng xe rồi là mình dắt xe rồi. Thứ hai là bắt nó lấy chìa khóa, lấy cái chìa khóa mà dặn con ốc ra, lấy cho tao chìa khóa 18 coi. À, nó lấy rút khoảng 2-3 tháng rồi, không cho nó làm gì hết, cứ bắt nó lấy chìa khóa khoảng 18, 17, 13, 14, 12. Tới cỡ mình nó lấy giờ chỉ cần chụp cái mâm về cái là nó thải ào ào luôn, cái chúng nó mòn cái số nó lấy biết vậy. Cái đó ổng đang cho nó cái kinh nghiệm gì, kinh nghiệm làm ô xin không phải mò, kinh nghiệm ước ước chừng về tỷ lệ, nhìn bằng con mắt nó có kinh nghiệm nhìn cái biết cái đó là cái chìa khóa máy, hiểu không? Vậy chứ người thường vô mình vô hầm mình thấy cái chìa khóa đó cứ một đống chìa khóa đó không biết kéo lửa nào, nhưng mà nó kịch cặp cái là thấy được con số mấy chìa khóa quyền bộ đúng một nhiều đây rồi không cần rồi bắt đầu tiếp tục là một cái giai đoạn thứ hai là không cho vặn ốc ra, vặn ốc tháo ra thì phải để theo cái gì nữa, tháo ra phải để từ tay trái đi qua tay phải là nó có từng ngang từng ngang, tháo ra cái nào tháo ra là ban đầu thì để từng ngang tay trái đi qua phải, cứ tháo hoài ra vậy, tháo hoài rồi khi mà ra ráp lại phải là lấy từ phải sang trái không nó thì nguyên tắc nó là mà nó phải vậy, phải dương con là không đèo đập cho chết, tháo vậy lót ra vậy, nhưng mà dương con là đèo đập cho chết. À, thì đặt cho nó từ gần chết thôi. Không phải đặt liền. Rồi cái bắt đầu ông nói qua cái bài dặn vô tháo ra, dặn vô rồi lắp lại. Thì có một ngày, có một ngày một cái cô nữ nọ vô học đại học ra trường thì cũng làm nghề